Tập 20. Tà khinh. Điện Trung Vương, người đã tới. Chắc vị này là Âu Dương tiên sinh. Kính phục. Ông ấy không phải là Âu Dương Nam, mà là bạn của Âu Dương Nam, là một vị kiếm khách. Kiếm khách à? Giới võ thuật làm sao có thể bàn luận việc cao nhã như là thư pháp? Mời về đi. Tại hạ là quá vô hạn. Âu Dương tiên sinh đột nhiên bị bệnh, không thể tới được, báo tại hạ đến thay. Cả kiếm pháp ông còn chưa hiểu thì nói gì tới thư pháp? Không lẽ kiếm pháp và thư pháp có quan hệ gì sao? Đương nhiên. Vậy xin mời hai người dậy trước đi. Thời cổ đại Trung Quốc có một nhà thư pháp tên là Hoài Tố. Ông ấy nổi danh vì cỏ quan, mà cỏ quan của ông ấy được phỏng từ trong kiếm pháp mà ra. Nhà thơ lớn Đỗ Phủ đời Đường có một bài thơ nổi tiếng là Cầm Dịnh Kiếm Khách. Điệu múa võ thuật của đệ tử đại nương Quan Công Tôn có câu là: xưa có gia nhân Tôn Công Thị, nhất vũ kiếm khí động tứ phương, người xem như núi sắc quể quải, thiên địa di chi cũ hiên ngang, tước như dịch xạ cũ nhật lạc, kiêu như quần đế thanh long bành, lai như lôi đình thu chấn nộ, bài như giang hải nghinh thanh quan. Văn hóa Trung Quốc quá cao siêu. Xâm lược Trung Quốc quả là tội ác. Tội ác đấy. Trời ơi, em nghe anh nói đi. Anh nói chuyện này, em nghĩ xem. Sao hả? Muốn nhờ người Nhật Bản giúp anh à? Đúng vậy. Muốn đi, anh tự mà đi. Những loại việc này em không làm. Có việc gì đâu. Chẳng qua là mượn đao giết người. Mượn đao của người Nhật Bản giúp bọn thổ phỉ khắp không can. Sau đó anh mới thu dọn bọn Nhật Bản đó. Anh nghĩ hay đấy. Mấy tên thổ phỉ mà anh còn đối phó không nổi, còn muốn đối phó với người Nhật sao? Em nói đi, có làm hay không? Muốn làm cũng được. Tôi có một điều kiện. Cái gì? Đưa Trân Trân về đây. Không được. Được. Không được thì thôi. Thôi được rồi, được rồi. Đừng đấu đá nữa. Có gì đâu. Chỉ là trân châu thôi mà, anh bảo đảm. Anh sẽ không tìm cách trút lợi nơi trân châu nữa, được chưa? Con chó có bỏ nổi tật ăn không không? Em nói cái gì vậy? Vẫn là câu đó. Mang trân châu về đây cho tôi.
Được. Anh đồng ý. Anh đồng ý. Mọi người hãy chú ý. Tiếp theo chúng ta sẽ mời đại ca giáo huấn cho chúng ta. Anh em đông quá, tinh thần đoàn kết chung cũng rất tốt. Bây giờ tôi có vài lời đối với anh em. Bọn người Nhật Bản đã đánh vào trấn Liễu Khê rồi. Bọn chúng còn giết cả em ruột của ta, Lưu Cổ Lộc này. Hôm nay xin thề phải trả thù cho em gái ta. Vài ngày nữa ta sẽ đưa anh em công đánh trấn Liễu Khê. Chỉ cần đánh bại trấn Liễu Khê, tiền của cứ xài thoải mái, đàn bà cứ chơi thoải mái. Ngừng đi. Lời khó nghe ta nói trước. Mỗi thằng ham sống sợ chết, vô tình với ta, Lưu Cổ Lộc này đến lúc đó sẽ trở mặt không thừa nhận. Mọi người đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Đại ca cứ yên tâm. Được. Tiếp theo mời Diều Nhị Ca lãnh đạo mọi người tiếp tục luyện tập. Được. Anh em tập hợp, tiếp tục luyện tập. Đại ca, mời anh. Mời. Mau lên. Tình báo của ông thật chứ? Thái Vương hỏi tình báo của ông có thật không? Thật chứ? Tuyệt đối chuẩn xác. Ông ấy nói chuẩn xác. Nếu tình báo của ông thật sự chuẩn xác, thì bọn Thái Vương sẽ thưởng lớn. Thái Vương nói nếu tình báo của ông chuẩn xác thì sẽ thưởng lớn cho ông. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy tôi, anh nuôi tôi là quyền trưởng, tình báo của anh ấy tuyệt đối chuẩn xác. Tuyệt đối chuẩn xác. Lập tức tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Anh em, Lữ Tử Dân dẫn binh công kích quân Nhật từ phía Bắc. Bạch Trấn Hải dẫn binh từ bên phải, còn chúng ta từ bên trái, toàn bộ bao vây chúng lại, kiên quyết tiêu diệt bọn chúng tại trấn Liễu Khê. Tốt. Kế hoạch này hay lắm. Hắc Hổ à, anh có chút lo lắng. Tên Bạch Trấn Hải cáo già đó có đáng tin cậy không? Dù Bạch Trấn Hải có hư hỏng thế nào thì hắn cũng là một người Trung Quốc. Chắc hắn vẫn mang tâm huyết của một người Trung Quốc. Không vấn đề gì đâu. Vì chúng ta cứ tin hắn lần này. Anh em à, trời không còn sớm nữa. Em Tân Châu đang chờ em đấy. Lưu đại ca coi đó. Mau lên, mau lên. Lưu đại ca, đi. Lưu đại ca, đi đi. Lưu đại ca, bọn em cô nam quả nữ. Thôi, cái gì cô nam quả nữ chứ. Đi đi. Cách thắt không can còn bao xa. Ở đó Thế Quân, cách thắt không can vẫn còn 10 dặm. Thông báo với bộ đội tiếp tục tiến về phía trước. Dạ, tiếp tục tiến về phía trước. Em gái Trân Châu, hôm nay anh đưa Hắc Hổ đến cho em này. Hai tụi em đoàn tụ đi. Vào đi. Vào đi. Anh đi đây. Chờ tôi đã. Còn tôi nữa mà. Chim ở trên cành đậu thành đôi, núi xanh sông thẳm tựa như cười. Để tôi xem, để tôi xem. Này này, đại ca, coi gì mà coi. Tụi em nhìn bề mặt vô tích sự của tụi bay, nghĩ tới đàn bà rồi à? Chờ đánh hạ được trấn Liễu Khê, ta sẽ phát cho mỗi thằng một cô. Cảm ơn đại ca. Đi đi, mau đi đi.
Đại ca. Đại ca. Đại ca. Không xong rồi. Đại ca, không xong rồi. Nhật Bản đến rồi. Bọn Nhật Bản đến rồi à? Bao nhiêu người? Hơn cả ngàn. Chết tiệt. Thằng này còn chưa ra tay. Nó đã bò lên đây trước rồi. Thông báo cho quân đội. Chúng ta chiến đấu. Dạ. Cố Lộc, có sao chuyện gì vậy? Bọn Nhật nhân lúc trời tối bò lên đây. Tôi nghĩ chắc là Bạch Trấn Hải đã bắn đứng chúng ta rồi. Anh cẩn thận đấy. Hình như bên ngoài có chuyện. Chúng ta đi xem sao. Người đâu? Trải qua bao nhiêu sự nguy hiểm, tôi và anh Hổ cuối cùng đã đoàn tụ. Nhưng do bị Bạch Trấn Hải bán đứng, nên sự đoàn tụ ngắn ngủi của chúng tôi đã biến thành một trận chiến ngắn đầy máu và chiến tranh. Trận đánh đó đúng một đêm. Liễu Cổ Lộc và anh em của anh ấy đều chết cả. Nhưng anh Hổ đã cứu tôi từ trong đám người chết ra. Tiểu thơ. Tiểu Thúy. Trân Châu. Trân Châu. Tiểu thư. Trân Châu, cẩn thận, từ từ, em cố lên, Trân Châu, cố lên. Trân Châu, anh biết em vẫn chưa chết. Nhất định em chưa chết. Em vẫn còn sống. Chắc chắn em vẫn còn sống. Còn nhớ hồi còn nhỏ, có một lần anh đánh nhau với bọn ăn xin. Đại phu cũng nói anh chết rồi. Chỉ có em tin là anh vẫn còn sống. Đào anh lên từ trong quan tài ra. Anh đã sống lại thật. Trân Châu, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi Trân Châu. Trân Châu, em còn nhớ tháp Văn Phong không? Còn nhớ trước tháp Văn Phong, anh đã kể chuyện Ngưu Lang Thất Nữ cho anh nghe không? Vài hôm nữa là mùng 7 tháng 7 rồi. Anh rất muốn.
rất muốn được nghe em kể chuyện Ngưu Lang chức nữ thêm một lần nữa. Trân Châu, em có nghe không? Sao em không trả lời anh vậy? Em nói đi. Hổ con đừng nói nữa. Con có nói nữa thì tiểu thư cũng chẳng nghe được đâu. Con hãy để cô ấy yên tĩnh mà ra đi đi. Không. Trân Châu không chết. Cô ấy vẫn sống. Nhất định cô ấy vẫn còn sống. Em đã hứa với anh là em phải lấy anh làm cô dâu của anh. Có đúng không? Tiểu thư tỉnh lại rồi. Tiểu thư tỉnh lại rồi. Trân Châu, Trân Châu, tiểu thư, Trân Châu, Trân Châu, em tỉnh lại rồi. Mẹ, Trân Châu, Trân Châu, tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại rồi. Trân Châu, Trân Châu, Hổ à, ngày mai sẽ nhờ tiểu thư đến nhà họ Âu Dương tìm lưu đại thúc của con. Mẹ, Hổ à, đừng tưởng con nữa, con phải đi tìm đại ca Lữ Tử Dân. Nhờ mẹ chăm sóc cho Trân Châu. Khi nào con tìm được Lữ đại ca, con sẽ quay về tìm mẹ. Được, con trai, con cứ yên tâm đi đi. Còn Trân Châu, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho nó. Đi đi. Con đi nha mẹ. Hổ con, trên đường đi phải cẩn thận. Dạ biết rồi. Vì sự tình báo chuẩn xác của Bạch Tiên Sinh, cạn ly. Vì sự tình báo chuẩn xác của Bạch Tiên Sinh, cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Nè, cạn. Nè. Thái Quân, chúng ta uống thêm một ly nữa. Mời dùng thử thức ăn. Bà Hai, nghe nói xưa kia bà hát tuồng phải không? Còn hát dài chính nổi tiếng trong huyện thành, có đúng không? Đúng. Không dám, không dám. Hôm nay có thể thử giọng được không? Hát một bài cho chúng tôi thưởng thức. Lâu lắm rồi tôi không hát. Em nuôi này thì em cứ hát một đoạn cho vui đi. Đúng 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 đúng. Thái Quân thích nghe bài nào? Cô ấy hỏi Thái Quân thích nghe bài hát nào. Tình ca. Thái Quân nói thích nhất nghe tình ca. Tình ca. Tình ca hay đấy. Tình ca thì hay nhất là bài Thiên Tiên Phối rồi. Bài Thiên Tiên Phối đó cô ấy hát hay nhất. Hát Thiên Tiên Phối đi. Vậy được, để tôi hát một đoạn cho vui đây. Sú sang đi nhau trăng xoang tuổi lì suối chinh sàn ta ai xiang ao ye xuân sao tơ xia hoa ai tua wo yun yang zi ta ai fa jie ni geng tian la. Người đâu? Người đâu? Đây. Lão gia, ông có việc gì? Mang rượu ra cho ta. Dạ, lão gia.
比鸳鸯要比双飞，谁在爱人间呐？哥好黑狼。二少奶奶真是，是bà hai quả không thua gì so với năm xưa, em hát hay lắm. Thái Quân rất hài lòng. Cảm mấy giờ? Em nuôi. Thái Quân mê em rồi. Thái Quân mê em là chuyện tốt đó chứ. Thái Quân, tôi mời ông một ly nữa. Đứa em gái nuôi này của tôi là người phụ nữ tài sắc song toàn tại địa phương này đấy. Là nhân tài không ai sánh được đâu. Mời. Nè, Thái Quân, em mời anh một ly. Được. Mời. Em mời anh thêm ly nữa. Rất tốt. Thương nữ, thương nữ không biết hận vong quốc. Tử Yên. Tử Yên. Oh.
Tỷ tỷ nè, mày làm gì vậy? Mày là thằng ngốc. Anh làm gì vậy? Thằng ngốc, mày nghe cho rõ, đó không phải là tỷ tỷ của mày, mà là mẹ của mày, biết chưa hả? Tại sao anh đánh con vậy? Em xem đi. Qua đây. Qua đây. Được rồi. Đau không? Tỷ tỷ. Nó ngốc. Anh không ngốc sao? Anh là đồ súc sinh. Súc sinh.经过多少悲欢离合，饱尝无数恩恩怨怨的欧阳大院，恩怨情仇，nhà Âu Dương cuối cùng đã bị hủy diệt。事实上，淹没在封建礼教中的欧阳大院，无论是凶悍霸道的奶奶，还是善良贤淑的母亲，包括心狠手辣的二娘一枝花，能够属于他们的人生舞台都极为有限，就如同置身于茫茫火海中的一张木桌，最终都逃不脱悲惨的命运。
nửa năm sau. Mẹ, con và Trân Châu phải đi đây. Sau khi Khắc Nhật thắng lợi, nhất định sẽ về thăm mẹ. Trân Châu, lần trước không đi cùng với em là bởi vì sức khỏe em không tốt. Lần này do đại ca Lữ Tử Dân cố tình cho anh về đón em. Hiện giờ họ đang ở tuyến đầu tiên kháng Nhật, rất cần có anh. Anh Hậu, ngày nào em cũng trông anh về để đưa em cùng đi đánh giặc. À, đúng rồi, em có gặp Đại Long và Tiểu Thúy không? Họ ra sao rồi? Nghe Lưu Đại Thúc nói hình như họ sắp thành thân rồi. Sắp thành thân rồi. Thật là hay quá. Anh Hổ, anh nhìn bên đó có một chiếc thuyền qua. Chiếc thuyền qua đẹp quá. Anh Hổ, anh còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em lên thuyền qua chơi không? Nhớ. Anh còn nhớ em đã nói em không muốn lấy ai nữa. Chú rể đó hình như là anh Đại Long. Là Đại Long thật đó. Đại Long, thật không ngờ lại gặp hai người ở đây. Rất vui lại gặp em. Không ngờ em và anh Đại Long thành thân nhanh như vậy. Tiểu thư, đừng có gẹo em nữa mà. Em không nên gọi ta là tiểu thư, mà nên gọi ta là Trân Châu. Không phải, gọi là đồng chí Trân Châu chứ. Em đi theo ta ra tiền tuyến đánh Nhật nhé. Đánh Nhật à? Em xem bọn chúng vui chưa. Em sẽ đi cùng với Trân Châu đánh Nhật với Lữ Tử Dân đại ca. Anh đi với em nhé. Được, chúng ta cùng nhau tham gia cách mạng. Cô ấy tên A Hòa. Sau khi anh thoát khỏi Hắc Phong Cang, nhà Âu Dương đã cháy. May mà tiểu thư tới tìm anh. Nó không nơi nương tựa. Đại Long và Tiểu Thúy không còn nhỏ nữa, nên anh đã tái hợp cho tụi nó lấy nhau. Vậy cho tụi nó đi cùng đi. Đúng, tụi nó đi cùng. Đồng chí Hắc Hổ, mau đi thôi. Ra khỏi dòng sông xanh chính là Long Châu Giang. Đồng chí Tử Dân đang đợi chúng ta đấy. Mau đi thôi. Tới ngay. Chào cậu. Chào cậu. Trân Châu, chào ông quản gia già. Chào ông, lên thuyền đi. Mẹ, tụi con đi đây. Hổ à, con phải chăm sóc tiểu thư cho tốt. Dạ, cẩn thận, đi thôi. Mẹ yên tâm, Lưu Đại Thúc dưới, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt nhé. Hai người quay về đi. Cẩn thận đó, về đi. Tạm biệt, tạm biệt nhé, tạm biệt. Tạm biệt. Anh Hổ à, bọn Bạch Trấn Hải đâu? Bạch Trấn Hải nương nhờ người Nhật đã bị Tử Dân đại ca xử bắn rồi. Thật à, hay quá. Hổ à, hồi em đánh giặc ở tiền tuyến có phải là hăng hái lắm không? Đương nhiên rồi.